Thưa quý vị, liên tiếp 11 năm liền giữ vị trí đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhân điều, thế nhưng Việt Nam lại phải nhập khẩu điều thô từ các nước như Tây Phi, bờ biển Nga, Tanzania v.v. Tuy nhiên, hàng nhập về hay bị ẩm ướt, chất lượng kém, không đúng như hợp đồng, rất dễ xảy ra tranh chấp thương mại. Để bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp trong nước thì việc chú trọng vấn đề pháp lý trong tranh chấp thương mại quốc tế là rất cần thiết. Tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của ngành điều do Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast tổ chức vừa qua, vấn đề pháp lý trong tranh chấp thương mại quốc tế với các nước được đưa ra thảo luận. Trên thực tế, doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn đang yếu thế trong việc giành quyền lợi cho mình trong các cuộc tranh chấp. Thực tế là cái hàng hóa của chúng ta nhập về thì từ các quốc gia mà cái hệ thống pháp luật không phát triển lắm, ví dụ như từ Châu Phi chẳng hạn, hay là từ Ấn Độ. Thế chính vì vậy cho nên là trong các hợp đồng mà khi mà chúng ta quy định á, và cái kiểm tra cái chất lượng hàng hóa không tốt á, cho nên là cái đối tác gọi giao hàng hàng hóa chúng ta là hoàn toàn là rất là kém chất lượng. Và cái cơ chế mà để giải quyết cái hàng hóa mà kém chất lượng giải quyết như thế nào thì chúng ta không có quy định rõ trong hợp đồng á. Thì chính như vậy, nếu như mà chúng ta chọn từ cái cảng mà từ cảng đi là cái cơ quan mà kiểm định cái hàng hóa của chúng ta hay là bản thân mà người của chúng ta đưa sang nó kiểm định á, thì chúng ta chưa làm được. Mà đưa về Việt Nam chẳng hạn á, thì thí dụ tổ chức thí dụ như Vinacontrol chẳng hạn, để họ làm cái việc đó chẳng hạn, thì phía nước ngoài họ là nhiều khi họ là không chấp nhận. Cho nên đây là một cái vấn đề mà khi mà đặt ra là làm sao mà trong hợp đồng phải quy định rõ cái vấn đề này, cái việc mà kiểm tra chất lượng nó từ cái cảng đầu đi, cảng mà giao hàng nó như thế nào thì mới được, hoặc là họ mới chấp nhận là các cái giám định của cái cơ quan giám định Việt Nam, ví dụ như Vinacontrol chẳng hạn, hoặc là cái tổ chức mà giám định quốc tế khác chẳng hạn, mà tại cảng đến tại Việt Nam mà để chấp nhận, thì cái đó cũng là một cái mà để bảo vệ quyền lợi cho Việt Nam, nếu mà khi mà chúng ta giao hàng không có họ giao hàng thì chúng ta không đúng chất lượng. Trong hội nghị, đại diện Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhấn mạnh, tăng cường công tác tư vấn, thông tin và hỗ trợ xử lý các tranh chấp thương mại quốc tế cần có vai trò của nhiều phía. Nhà nước cần xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại, tận dụng các quy định quốc tế về chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc, xuất xứ, đăng ký bản quyền, thương hiệu để bảo vệ doanh nghiệp và sản phẩm điều của Việt Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp điều cũng cần phải chủ động đàm phán nội dung về luật áp dụng và cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp để đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích của doanh nghiệp khi xảy ra tranh chấp. Nhiều doanh nghiệp có lo ngại là cái vấn đề liên quan đến cái việc là trong quá trình mà thực hiện các thủ tục tố tụng trọng tài á, thì khác với tòa án thì họ có thể là đưa ra các biện pháp, ví dụ như là các cái cơ chế, ví dụ như là để phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản hoặc là kê biên tài sản, ví dụ như vậy. Thì người ta các doanh nghiệp thì họ nghĩ rằng là trọng tài không có thể làm cái việc đó được, nhưng mà sau khi mà có luật trọng tài thương mại rồi á, thì trọng tài cũng có quyền yêu cầu tòa án đi làm các công việc như vậy. Cho nên là đây là vấn đề mà chúng ta nhìn thấy là trọng tài là một cơ chế mà hoàn toàn là phù hợp với các doanh nghiệp mà khi mà họ hoạt động kinh doanh thì xử lý các cái vấn đề liên quan tranh chấp thì rất là tốt. Việt Nam là quốc gia đã tham gia Công ước New York năm 1958 về việc công nhận và thi hành các phán quyết của tòa án nước ngoài. Vì vậy, phán quyết của trọng tài Việt Nam vẫn có thể thi hành được đối với các quốc gia đang tham gia công ước này. Cách đây 2 năm, chúng ta đã thành công trong việc thi hành phán quyết của trọng tài quốc tế Việt Nam tại Singapore và đã được bồi thường $2,500. Sắp tới, Vinacast sẽ phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để tổ chức lớp tư vấn kỹ thuật xử lý tranh chấp thương mại điều 2017 để tăng cường hiểu biết và hạn chế các tranh chấp thương mại quốc tế xảy ra.